là ngủ ở trên nhà thì cứ tiếng bom, tiếng súng là cứ bắn bùm bùm, không dám ngủ ở nhà, phải đi xuống dưới tầng hầm để ở. Em là ba con nhỏ cho nên là sinh sống ở đấy là 3-4 ngày. Đến lúc mà cứ đọc các tin tức là gia đình em là quyết định là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc, bỏ tất cả mọi thứ. Bao nhiêu ạ? Việc học hành của các cháu là bây giờ chỉ chạy đường. Đang cầm biển. Không đem theo được gì. Tài sản cá nhân hay là giấy tờ nhà, tất cả mọi thứ là không đem theo gì cả. Cảm giác đến rất xúc động và hồi hộp. Cảm ơn Việt Nam mình đã có một chuyến bay cứu trợ để cho mọi người được về với quê hương ạ. Em cảm thấy rất mừng vì mọi người đã nghĩ đến bà con ở đất nước xa xứ ạ. Em đi từ về đến nơi sang Moldova mất hơn một ngày rồi mới đến nơi các bạn ơi. Ở đấy được ở đất nước Moldova được hơn một ngày để đi chuyển sang Romania ạ. Ở Romania thì cũng mất 2 ngày thì bọn em được về ạ.